khách tới nhận mẫu xe Fortuner bên Trần Auto nè. Hôm nay Trần Anh đi giao xe tiếp tục về Bảo Lâm cho hai người anh trai. Bữa là chốt cọc cho Trần Anh một mớ tiền rồi, hôm nay đi vô giao xe nè, vô mẫu Fortuner cho anh chị nè. Chúc anh trai đi tốt vững bền nha. Giờ Trần Anh chuẩn bị đi giao xe đó, mẫu Fortuner máy dầu 2009, đẹp không quý vị? Xe cực kỳ đẹp luôn, dòng xe này là dòng xe máy dầu nha, bán cho anh có 4 mấy thôi. Giờ đi giao xe cho anh trai, form dáng đẹp. Sao anh? Đây nè, Tài ơi, Tài chỉ cái nước rồi quay vậy. Đợi anh một xíu. Đây là mẫu Fortuner nè. Đây cô chú anh chị. Anh chị theo uy tín bán nhanh không? Bán quen rồi luôn. Đó bên em thì còn được ít xe thôi. Cô chú anh chị nào đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh nha. Nhà anh ở chỗ Bảo Lâm khúc nào ta? Trong ô xít rồi. À trong ô xít cái gì? Rồi ok, xíu ngồi xe anh chở vô luôn. Rồi, bàn giao xe cho khách thành công rồi nha cô chú anh chị nha. Cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều ạ. Một lần nữa cho anh khép lại chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye. Bàn giao mẫu Fortuner cho khách nè. Đó chị, khách ở trong tuốt, ở trong trong vườn cà phê, trong rừng. Đây là mẫu Fortuner cho anh đã bàn giao tới nhà cho khách luôn rồi. À, nhà sống tình cảm, nhà nông à, xung quanh đất không. Đây là mẫu Fortuner bên em bàn giao cho khách rồi. Đó, tình cảm nha. Đây là bà con. Đó, bàn giao tới tận tay cho khách hàng luôn. Mua bán cứ phải là uy tín, là chuẩn, là ok nha. Đó, bàn giao rồi đó. Nhà đây toàn gia đình họ hàng bà con không. Tuốt trong rừng. Trong rừng sâu. Như vậy mới vui cô ạ. Con thích thích ở rừng thôi, chả thích ở phố đâu. Kia là thông ra đường quốc lộ. À, nhà gia đình chủ nhà nè. Thôi Trần Anh kết thúc clip tại đây nha. Rồi xe đã bán giao dịch thành công. Em Trần Anh ô tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị nha. Hôm nay Trần Anh vừa dò vùng mẫu Spark nè. Em này sản xuất năm 2011, siêu phẩm nha cô chú anh chị. Một mẫu xe thương hiệu của Chevrolet, một thương hiệu đến từ Mỹ nha. Đỏ bọc đô, nước sơn đẹp không? Đợt trước lấy về Trần Anh chưa dọn, nên Trần Anh dọn xong nè. Sơn xì hầu như bên ngoài là không có một dấu hiệu là trầy xước. 61D00109, đăng kiểm tháng 10 năm 2022. Máy số bao rin chưa làm luôn. Chủ nhà lên 4 quả giỏ mới, 4 cái mâm đúc mới tinh. Nước sơn bên ngoài nè, cô chú anh chị coi đẹp không nè. Xuất sắc luôn, phải gọi là đẹp xuất sắc luôn nha cô chú anh chị. 4 cánh cửa là dán toàn bộ phim cách nhiệt keo chỉ rin hết, không hề mất một phân chỉ nào luôn. Biểu tượng của Chevrolet nè. Bán tải mẫu này 25 năm niên hạn cuộc đời nha. Em ơi có bao nhiêu 25 năm trong cuộc đời. Ok chưa cô chú anh chị? Khá là đẹp. Đèn rin mới lắm. Nói chung về chất xe thì phải gọi là bao cọp cho bà con cô bác rồi. Không một tí tì vết. Đây cô chú anh chị, tay nắm nguyên bản rin hết. Nè, sơn rin phủ từ trong ra ngoài, 75-80% là chất sơn rin. Hai bên sóng gần, không một tí gọi là móc méo, mới lắm nha cô chú anh chị nha. Ghế ở trong ghế da xịn sò nè. Mẫu này thì cô chú anh chị có thể gấp ghế lại, đầy đủ các tính năng trên một chiếc xe nha. Phần tắp bi nè, tắp bi khá là đẹp. Anh chị coi nè, đó, từ phần tay nắm đổ về nè, hai cánh trước chỉnh điện, hai kính sau là quay tay. Vận may mãi mãi luôn tìm đến nha. Keo rin hết 100%, mẹt tem nguyên bản theo xe nè. Xe này của một nữ ở Sài Gòn đang đi. Hồ sơ ký rút đầy đủ. Vô lăng mới nguyên bản từ cũ số bao da là bao rin cho cô chú anh chị luôn. Được chưa? Sạch sẽ không? Là ghế da nè cô chú anh chị. Ghế da của Chevrolet rất là xịn sò, không có dấu hiệu là rách rưới nha. Mẹt tem hai bên là còn nguyên như thế này. Côn ga số nè, mới tinh. Keo chỉ là rin lắm. Đi được 79.947 km rồi. Chủ nhà cực kỳ là ít chạy. Trợ lực em này cực kỳ là đầm nè. Trên đồng hồ không dấu tích là lỗi lầm. Trang bị cụm điều hòa cơ, mở một phát có máy lạnh rồi nha cô chú anh chị. Chúng ta có chức năng là song kính nè. Mọi thứ tính năng đang hoạt động, từ phần củ số, tẩu sạc điện thoại còn nguyên bản nguyên rim chưa. Khay học để đồ nè. Đó, mẫu này là mẫu bán tải nha cô chú anh chị nha. Kết hợp đèn LED trên trần đầy đủ các tính năng rồi.
bà con mua về chỉ việc sử dụng thôi. Xe cực kỳ là nồi luôn. Đèn đóm đầy đủ các tính năng nha. Ok không? Mở cục máy ra đảm bảo cô chú anh chị giật mình luôn. Hai cụm đèn halogen là mới tinh, không tì vết luôn nha cô chú anh chị nha. Khá là đẹp. Trần Anh quay sát cho cô chú anh chị, đây là chiếc sân rin nè. Sân rin phủ toàn bộ nha cô chú anh chị. Đây, đây là cục máy nè. Anh chị coi cục máy nè. Mặt nắp cò, máy số rin 100%. Không có dấu hiệu là máy luôn. Tìm được một mẫu xe cọp này về phục vụ cho bà con cô bác là cả một thành quả bên Trần Anh ô tô luôn. Máy êm không? Sử dụng toàn bộ qua bếp full 1, 2, 3 ba cái bô ri thôi. À, máy êm lắm. Hai bên trụ nước giải nhiệt nè, hai bên lường đi đôi là đèn rin. Và dàn trước của em nó là không có dấu hiệu là móp béo nha. Đinh bấm nhựa còn nguyên bản như thế này. Anh chị nè, chóa đèn còn khá là mới mà tem nguyên bản thôi, xe keo nè. Keo chỉ cho nó cabo rin tuyệt đối 100%, không mất một phân chỉ nào nha cô chú anh chị nha. Đó, xe đẹp không? Tiền nào vậy ấy nha cô bà con cô bác. Mẫu này không có độ hơi đâu. Máy số rin nè, nhớt mới chủ nhà vừa thay. Ba máy, những cô chú anh chị nào tập hóa mua về chở gia đình đi chơi nè, tập chạy tập lái nè, chở hàng hóa rất là ok. Đây là cái phần bô chống nóng mà còn mới như thế này nè. Anh chị thấy mới không? Bô chống nóng nguyên bản của em nó nè. Máy nè, khá là êm, test phần máy cùng với Trần Anh nha. Đời 21 cảm biến khí thải nó còn nguyên bản, rin hết nè. Số là bao rin cho cô chú anh chị nha. Số là rin 100% luôn. Số máy là chưa hề đụng chạm đến một con tán. Ok chưa cô chú anh chị? Đó là những mẫu xe hàng đầu bên Trần Anh ô tô á. Và đây chúng ta xài toàn bộ qua dây cô loa kem. Đây là hệ thống dây cô loa kem nha. Rất là ok, rất là chuẩn chỉ luôn. Đẹp lắm. Chất không? Đó, sơn xi bên ngoài chuẩn lắm. Bốn quả giỏ mới tinh. Bốn quả giỏ mới tinh, chủ nhà lên mâm nè. Ra là phần cốp sau, biểu tượng của Spark. Màu đỏ chứng tỏ đang yêu, mạnh mẽ tràn đầy sinh lực trong cuộc tình này luôn nha cô chú anh chị. Tay nắm nè, chất lụi. Mẫu này thì cô chú anh chị có thể gấp ghế xuống nè. Đây nè, gấp ghế xuống bằng cái này nè. Kéo lên. Đó, là ghế. Ghế nó sẽ tự hạ xuống nha. Đây bà con, gập ghế xuống rồi xong rồi chúng ta sẽ có băng chứa đồ, vỏ độ xe cua đầy đủ các tính năng. Lấy về là chạy chốt 7 màu luôn nè. Hai bên là không một tí gọi là lỗi lầm nha. Chủ nhà lên cặp loa phía sau nghe nhạc hay lắm. Nè, keo nè, keo rim toàn tập 100%. Hai bên từ sóng ngân trụ đổ về không một tí gọi là móp méo luôn. Cô chú chị thấy cọp không? Cọp chú. Đây bà con, trải nghiệm phần cốp và phần gầm. Không hề mất một phân chỉ nào. Máy 0.8 em này chạy đâu đó nằm cho cô chú anh chị 5 lít 100km thôi. Sạch sẽ không? À, vỏ độ xe cua đầy đủ các tính năng. Cái cốp đẹp như thế này 2011. Keo chỉ ở trong. Bao cô chú anh chị tất tần tật máy chưa làm nha. Xe này đẹp, đẹp lên tới 75-80% luôn. Đây là phần gầm. Anh chị có cái gầm mới không? Cái gầm mới như 2019 luôn. Cái bô mới tinh. Cô chú chị thấy phần bô không? Bô mới tinh gầm này. Đó, gầm rin nguyên bản cho xe nha. Đinh bấm dưới gầm là còn nguyên bản như thế này. Coi có chỗ nào mục mọt không? Đó, coi kỹ cho Trần Anh nhé. Đẹp chưa? Tiền nào của đó nha cô chú anh chị. Sở hữu ngay một mẫu Spark. Gọn gàng, đầy cá tính, mạnh mẽ. Nữ chạy thì két anh, các đàn ông phải sẽ phải ngước nhìn, mà còn các nam thanh niên chạy thì các phụ nữ chân dài sẽ phải đắm chìm. Ok chưa? Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh ô tô là Lạc Lâm Đồng. Một lần nữa Trần Anh xin khép lại chương trình tại nơi này thôi. MCU and goodbye.